Thưa quý vị, những ngày gần đây, để tăng giá điện và tình trạng báo lỗ của EVN đang là chủ đề nóng liên tục, là các đợt cắt điện đột ngột khiến người dân bao phen ngao ngán. Lẽ nào, chiêu lấy lỗ làm giá đã được doanh nghiệp chuẩn bị từ trước, ngoài miệng thì bảo lỗ, đầm đìa, nhưng bên trong thì dùng chiêu, tăng điện, dân tình đứng ở thế khó xử, ai không chấp nhận giá điện tăng thì bị cắt điện mà đồng ý, thì gánh thêm khoản nợ mà phí EVN cài vào. Dù vậy, nhiều lần đại biểu yêu cầu thanh tra chính phủ vào cuộc điều tra, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở thanh tra, phải chăng thế lực sân sau còn quá mạnh, nên lò của ông Tổng không thể thò tay vào. Tiếp đến một câu chuyện không kém phần hấp dẫn về Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN và bị giám đốc điều hành nổi tiếng của tập đoàn này cũng đang được dư luận chú ý. Trước hết là vấn đề của ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cũng giống như bao quan chức khác thành thơi dư giả cho hai đứa con trai của ông là Dương Thấy Anh và Dương Minh Anh đi du học Mỹ từ lớp 10 cho đến khi tốt nghiệp đại học. Bất ngờ hơn khi mỗi năm riêng học phí của chi phí con trai của ông mất khoảng 3 tỷ đồng một người. Hiện nay không cần nói người dân cũng hiểu từ đâu mà ra, chắc chắn không phải từ tiền lương của ông Thành. Được biết là chu kỳ đại hội toàn quốc Trung quân đoàn và giữa tháng 12 năm ngoái, con trai ông Dương Quang Thành được bầu vào ban chấp hành Trung ương đoàn khi mới 24 tuổi, đó là Dương Thái Anh, vào Trung ương đoàn không phải là dễ ngay cả con trai của ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Xuân Hiếu cũng chưa thể trên chân vào đây được. Trong khi đó, Hiếu lớn hơn tuổi Thái rất nhiều. Sau khi đi du học ở nước ngoài về vào tháng 6 năm 2022, Dương Quang Thành đã hô biến vào đoàn thanh niên Điện lực Việt Nam với vị trí cao nhất là bí thư đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chỉ sau 6 tháng Dương Quang Thành đã đưa cậu ấm Dương thay anh vào chiếc ghế trung ương đoàn. Được biết tháng 10 năm 2021, Nguyễn Xuân Hiếu được Nguyễn Xuân Phúc gửi vào tỉnh đoàn Bắc Giang. Tuy nhiên, sau đó vào hơn một năm ở tỉnh đoàn hiếu không được vào trung ương đoàn xét về quyền lực dương quang thành không thể vượt trội hơn nguyễn xuân phúc nhưng tại sao dương quang thành lại được ưu ái sức mạnh về tài chính rất lớn đây lợi thế của cậu ấm rừng, thay anh ngược lại với sự giàu có của ông Dương Quang Thành là sự thua lỗ khủng khiếp của tập đoàn. Mà thời điểm ông làm xếp cao nhất đó là tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đây là tập đoàn duy nhất độc quyền mua điện và bán điện trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, ông Thành đã phủ phép làm sao để tập đoàn này lỗ đến 130.000 tỷ đồng. Lãnh đạo thì giàu, tập đoàn lỗ đầm lỗ đìa. Dân cũng sẽ tự nhận ra, nào có bông thanh là từ đâu mà đến theo đánh giá của người phân tích tài chính. truyền cho con ăn học làm ẩm mỹ là chuyện nhỏ như cái móng tay của ông Dương Quang Thành, thậm chí là chuyện mua quốc tịch hoặc là mua nhà tại Mỹ cũng không phải là vấn đề Dương Quang Thành đã hướng rất nhiều lợi ích từ EVN. Tuy nhiên ông Thành không dạy gì khoe khoang như Phạm Sĩ Quý, em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà. Khi EVN thua lỗ thì họ lại yêu cầu Thủ tướng Chính phủ dì cho họ tăng giá mặc dù điện ở Việt Nam đã thuộc vào hàng cao vì độc quyền áp giá điều này có nghĩa là 100 người dân phải chung sức để bù phần để làm kinh tế cho quan chức của ngành điện. Trong đó có Dương Quang Thành, mô đen bảo trì trong nước cho biết, ông Lê Minh Khái, Phó thủ tướng đã quyết định thay Thủ tướng Chính phủ về việc cho Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Dương Quang Thành nghỉ hưu theo quyết định của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Dương Quang Thành nghỉ hưu theo quyết định của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Dương Quang rằng sẽ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Được biết, ông Thành mới 61 tuổi, chưa đến tuổi tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Vậy tại sao ông lại rút sớm đến như vậy? Có thông tin từ bên trong cho rằng ông Thành đã ăn uống no đủ và cảm thấy ở thêm có thể sẽ bị cùi lỏ. Của ông Tổng có cửa nên tính kế về vườn. Mỗi năm số tiền ông Thành thu được tại EVN có thể đủ cho một người sống cả đồi không hết, nhưng ông vẫn bỏ chạy trước với hy vọng hạ cánh an toàn, còn đến nước tới chân mới nhảy thì e rằng khó mà bình yên vô sự. Thủy điện lớn nhất Việt Nam không còn một giọt nước. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng gai gắt, mưa ít khiến mực nước ở hồ thủy điện lớn nhất Việt Nam xuống mực nước báo động, ảnh hưởng đến việc vận hành của cấp điện và sinh kế của người dân những ngày đầu tháng 6. Phóng viên có mặt tại nhà máy thủy điện Sơn La, thủy điện lớn nhất tại Việt Nam và công suất 2.400 w nắng trang trang, nhiệt độ lên đến 4 độ C từ đỉnh đập có thể thấy rõ mực nước ở hồ thủy điện Sơn La xuống thấp hơn rất nhiều so với vạch nước dâng bình thường. Cho phép là 215 mét khối đến 4 ngày qua, nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu gần như không hoạt động đoàn phóng viên ông Mai Đức Tiệp, quản đốc phân xưởng vận hành nhà máy thủy điện Sơn La cho biết, hơn 13 năm trong nghề, cũng là hơn 13 năm kể từ khi tổ máy đầu tiên đi vào hoạt động. Đây là lần đầu tiên mực nước hồ thủy điện Sơn La xuống mức thấp kỷ lục và phải vận hành dưới mức nước báo động là 175 mét. Hôm trước nắng nóng cao điểm, tất cả 6 tổ máy đều hoạt động, nhưng ngày gần đây các tổ máy gần như dừng hoạt động. Nếu chạy thì cũng rất hạn chế, vì hồ đã ở mức nước quá thấp. Ông Tiệp nói và cho biết nhà máy đang vận hành linh hoạt, với mục tiêu luôn sẵn sàng đáp ứng các hệ thống điện quốc gia tại khu vực trung tâm vận hành của nhà máy Thủy Điện Sơn La. 6 kỹ sư đang căng mình, túc trực, theo dõi hệ thống vận hành. Trong 6 tổ máy chỉ có một tổ máy đèn cam, tức là chạy bổ điện còn lại 5 đèn báo xanh, tức là sẵn sàng phát điện. Trong điều kiện mực nước cột, nước tổ máy giảm tô có nguy cơ rung đảo tổ máy nhiệt độ. Các nhà máy có nguy cơ tăng lên nên nhà máy phải bố trí tăng người đi kiểm tra, thiết bị tăng cường chu kỳ kiểm tra. Trong điều kiện bình thường, khoảng 2 giờ đồng hồ, chúng tôi sẽ kiểm tra tổ máy một lần. Nhưng vận hành dưới mực nước thấp thì 1 giờ hoặc 30 phút là kiểm tra một lần. Để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, nhà đề xuất bảo dưỡng sửa chữa kịp thời, mục tiêu làm sao để 6 tổ máy luôn sẵn sàng để đáp ứng lưới. Khi có yêu cầu, ông tìm chia sẻ, ông Khương Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Thủy Điện Sơn La cho biết, Kể từ khi vận hành đến nay, đầu tiên cả nhà máy thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu vận hành dưới mức nước báo động 3 đến 4 ngày qua, nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu gần như không hoạt động, nhưng chính nhà máy luôn sẵn sàng hoạt động khi trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia a à không yêu cầu hoặc nhà máy cài đặt giới hạn cảnh báo tần số gây cản trở cho hệ thống thì các tổ máy chủ động vận hành để đáp ứng sự thay đổi của hệ thống bất cứ lúc nào. Thời điểm thiếu nước như thế này, chúng tôi không cần sản lượng mà cần để đáp ứng những tình huống như vậy. Ông Thế chia sẻ, để vận hành các tổ máy zoom mực, nước ông Thành cho biết, công ty Thủy điện Sơn La đã phải kiểm tra bảo dưỡng và tăng cường từ 3 đến 6 người để theo dõi thu thập số liệu toàn bộ hệ thống thiết bị liên tục để đánh giá phân tích, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn. Ngực đập thủy điện Sơn La trường 200 km, phóng viên tới thị xã Mường Lay, điểm cuối của hồ thủy điện Sơn La, đây cũng là nơi hội tụ của sông Đà, sông Nam Na và suối Lâm này thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên. Cả một khu vực lòng hồ rộng lớn đang trong tình trạng cản trở đáy thuyền, nhà nổi vó bè của người dân nằm phơi nắng giữa hồ, nhưng đàn châu bò đang gặm cỏ giữa lòng hồ thủy điện. Ông Hoàng Văn Vượng, người dân vùng là hồ thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay cho biết, những năm trước dòng hồ có rút nước nhưng vẫn còn chừng 2 mét nước. Tuy nhiên năm nay thì cạn khô, người dân có thể đi bộ qua sông từ khoảng tháng 4 nước bắt đầu rút nhanh. Lòng hồ cạn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống mưu sinh của người dân. Một năm có nước chúng tôi có kiếm tôm tép bán ngô sinh qua ngày. Nhưng năm nay cả bè thuyền phơi nắng giữa lòng hồ nứt nẻ. Đông đoàn di quân, trạm trưởng, trạm thủy văn Mường Lai Điện Biên cho biết lưu lượng nước về hồ Xuân La, đoàn của Mường Lai giảm 40-5% so với trung bình mỗi năm. Lưu lượng nước về hồ từ đầu năm đến nay đo được lớn nhất là 1.500 mét khối. Thời điểm này chỉ còn hơn 10 mét khối trên dây, kể từ khi Hồ Xuân La tiết nước cho đến bây giờ là thời điểm lưu lượng nước về hồ nhỏ nhất. Chính vì vậy, thời điểm này mức nước Hồ Xuân La chỉ là 175m, thấp hơn thời điểm mức nước thấp nhất trung bình các năm từ 10 đến 15m. Ông còn nói và cho biết sự báo khô hạn kéo dài đến hết tháng 6. Để thiếu điện, EVN truy cứu trách nhiệm đơn vị thành viên Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên là Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện quốc gia, Công ty Mua bán Điện, Ban Quản lý Dự án Điện 123, Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN. Các công ty nhà máy điện trực thuộc EVN, các ban của EVN yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra thiếu điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các cá nhân để xảy ra tình huống thiếu điện. Cụ thể, EVN yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến công tác tính toán, dự báo nhu cầu, huy động tổ máy, điều tiết điều độ, vận hành hệ thống điện, điều hành thị trường điện. Công ty mua bán điện được giao kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến công tác đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện, sàn sát việc thực hiện hợp đồng, thanh toán tiền điện. EVN yêu cầu ban quản lý các dự án điện 123 kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình nguồn, lưới điện. Trung tâm dịch vụ sửa chữa và các công ty nhà máy điện trực thuộc EVN kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan đến quản lý, vận hành tối ưu tổ máy, việc báo cáo đề xuất cơ chế huy động tổ máy, chấp hành quy định vận hành công tác sửa chữa, bảo dưỡng các ban kế hoạch đầu tư kinh doanh quản lý xây dựng chịu trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến quy hoạch công tác dự báo nhu cầu kế hoạch vận hành hệ thống điện thị trường điện đảm bảo nhiên liệu đầu tư xây dựng công tác mua sắm thanh toán việc điều tiết cung ứng điện tiết kiệm điện Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các ban EVN khẩn trương thực hiện, báo cáo EVN kết quả trong ngày 21 tháng 6 năm 2023.